Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao viêm phổi của Trung Quốc. Song song với chiến dịch tuyên truyền, gieo rắc nghi ngờ về nguồn gốc thực thụ của dịch bệnh, qua đó rũ bỏ trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc để dịch viêm phổi Vũ Hán lan tràn và gây tang tóc cho toàn thế giới. Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thúc đẩy một chiến lược ngoại giao mới thời đại dịch, gọi là ngoại giao cúm Vũ Hán, như giáo sư Ca Thầy, nhà nghiên cứu chính trị của Việt Nam và quan hệ quốc tế đã đặt tên, hay ngoại giao y tế hoặc là ngoại giao khẩu trang, nhằm thực hiện tham vọng lãnh đạo thế giới của mình. Và Trung Quốc từ trước đến nay, các bạn cũng đã thấy họ luôn luôn đưa ra những cái cách thức khác nhau để tìm cách thao túng thế giới. Và theo số liệu của Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc công bố vào 26 tháng 3, Trung Quốc đã tổ chức 4 đợt hỗ trợ chống dịch đối với 89 quốc gia tại 5 châu lục và 4 tổ chức quốc tế trên thế giới. Trong đó có Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á. Và đây là những điều mà Trung Quốc đã thực hiện vừa qua và có nhiều nơi đã khá hiệu quả với việc gây ảnh hưởng của Trung Quốc ngay giữa mùa đại dịch đang diễn ra. Và đây là hình ảnh các thành viên của phi hành đoàn xét biên vẫy cờ Trung Quốc và chào đón các chuyên gia y tế từ Trung Quốc đến sân bay Nikola Tesla ở Bang Kader, Xếp Biên vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Ngay khi các nước đang bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để trở thành vị anh hùng cứu thế đối với từng nước. Đây là cách làm của họ từ trước đến nay vẫn vậy và nay được triển khai rộng hơn trên toàn thế giới. Những tuyên bố về việc Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ với những chuyến hàng và các chuyên gia y tế của Trung Quốc được cử đến để hỗ trợ các nước trong việc chống viêm phổi Vũ Hán, được truyền thông Trung Quốc làm dùm beng và ngoài nước được đăng tải lên rất nhiều phương tiện truyền thông khác nhau để chứng tỏ rằng Trung Quốc là một nơi rất hào phóng để giúp đỡ mọi người, nhưng không biết rằng đó chính là khởi nguồn của loại cúm Vũ Hán gây ra cái chết của hơn 80.000 người trên khắp thế giới hiện nay. Và chiến dịch ngoại giao y tế được Trung Quốc triển khai nhanh chóng như tốc độ lây lan của đại dịch. Và tính đến cuối tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã cung cấp thiết bị y tế và các viện trợ khác cho tới 120 quốc gia trên thế giới. Thì như vậy là rất lớn, bởi vì trải rộng khắp thế giới. Không chỉ các nước nghèo, thiếu khả năng chống dịch với dịch bệnh, ngoại giao y tế của Trung Quốc còn vươn tới các nước phát triển lớn, mạnh ở châu Âu, vốn trước đây chỉ quen với việc giúp đỡ các nước nghèo trong dịch bệnh, bao gồm những nước như Ý, Tây Ban Nha, Pháp và ngay cả Đức cũng như vậy. Đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho phía Trung Quốc để được nhận mua trực tiếp những loại khẩu trang y tế mà chỉ có Trung Quốc hiện nay đang sản xuất số lượng lớn được. Và không chỉ cứu trợ các nước trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán với tư cách nhà nước, mà các cá nhân, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tham gia tích cực trong việc xây dựng hình ảnh Trung Quốc trong đại dịch này. Ví dụ như tỷ phú giàu nhất Trung Quốc là Jack Ma và tập đoàn Huawei cũng đã gửi hàng triệu khẩu trang đến khắp mọi nơi từ châu Phi, châu Mỹ Latin, thậm chí đến cả nước Mỹ thịnh vượng và châu Âu giàu có. Và điều này rất đặc biệt. Huawei cũng đang bị Mỹ áp chế rất nhiều, nhưng cuối cùng thì họ đã bỏ tiền ra để họ giúp Mỹ có những khẩu trang, có những thiết bị phòng hộ. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc đang cố gắng gây ảnh hưởng. Và không chỉ giúp đỡ trên từng nước trong khuôn khổ quan hệ song phương, mà Trung Quốc còn kêu gọi hợp tác khu vực và toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nó thể hiện một Trung Quốc chủ động hướng ngoại, đối lập với chính sách hướng nội của Mỹ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi, và dường như có khá nhiều nước cũng không đồng ý với Tổng thống Donald Trump về cái cách làm việc này, là nước Mỹ là trên hết. Và Trung Quốc đã tận dụng điều đó để tấn công. Đây là hình ảnh Hội nghị Ngoại trưởng đặc biệt đối phó dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN tại Viên Chăn, Lào, được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Trong khuôn khổ đa phương, Trung Quốc giữ một vai trò tích cực trong quan hệ với ASEAN cũng như trong khuôn khổ với ASEAN cộng 3, tức là các nước ASEAN và 3 nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là cách Trung Quốc vẫn làm để vận động những nước ASEAN, bởi vì quyền lợi ở Trung Quốc cũng rất nhiều liên quan đến các nước ASEAN này. Và trong khi Hoa Kỳ có xu hướng giảm bớt sự hiện diện của mình tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều lần không có sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump tại các cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN hay liên quan đến ASEAN, trong đó có hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì Trung Quốc tranh thủ thời cơ đại dịch để áp dụng chính sách ngoại giao y tế chủ động hướng ngoại. Thì đây là điều Trung Quốc đã tận dụng khá triệt để và nhiều nước
cũng đang có cái biện pháp hợp tác với Trung Quốc vào cái việc này. Và sau này, sau đại dịch rồi, chắc chắn là sẽ có nhiều cái hợp tác mở ra với Trung Quốc, mà chứ không phải với Mỹ. Và từ tháng 2, Trung Quốc đã tham dự các cuộc họp cấp cao để đối phó với viêm phổi Vũ Hán, một cuộc họp của các bộ trưởng y tế công cộng từ các nước ASEAN cộng 3 và một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và các quốc gia thành viên của ASEAN. Trong khi đó, mãi cho đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ và ASEAN mới tổ chức hội nghị video liên ngành cấp cao để chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở cấp thứ trưởng. Sau đó, Hoa Kỳ tiếp tục đề xuất hội nghị video của các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Và có vẻ như trong đại dịch này, trên mặt trận ngoại giao thì Trung Quốc luôn nhanh chân hơn hẳn so với Hoa Kỳ. Và nhiều nước khác cũng đã nhận được viện trợ của Trung Quốc khi họ đang cần. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc khá thành thạo. Mà Hoa Kỳ cũng phải có những bước quan sát tiếp theo. Và hàng loạt những hoạt động ngoại giao mà Trung Quốc thực hiện trong đại dịch đều phục vụ cho tham vọng lãnh đạo thế giới của Trung Quốc, thay thế cho vai trò của Mỹ vốn từ trước đến nay vẫn hiện diện trên toàn cầu. Nhưng nay thì Trung Quốc đang chủ động đẩy Mỹ ra khỏi những địa bàn đó. Và Mỹ thì lại co lại với chính sách của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thì đây là cái điều mà rất nhiều nước đã nhận ra. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Abe đã phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của G7 hồi tháng 3 vừa qua. Giáo sư Cathay khẳng định Trung Quốc muốn giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu và việc họ là quốc gia đầu tiên ngăn chặn được viêm phổi Vũ Hán phải được thế giới công nhận. Đó là lý do tại sao lãnh đạo Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức của ông ta mô tả dịch bệnh này là virus Vũ Hán hay là virus Trung Quốc. Đặc biệt, việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cố gắng chèn chữ virus Vũ Hán vào tuyên bố chung của G7 đã khiến Trung Quốc nổi giận và nổi đóa lên. Thì cái này các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đọc thông báo của mình trước rất đông các quan khách, ông cũng nói luôn đấy là virus Vũ Hán, virus Trung Quốc. Ở bên cạnh đó, Trung Quốc muốn cải thiện hoạt động kinh tế trong nước bằng cách khôi phục chuỗi cung ứng và dỡ bỏ hạn chế du lịch quốc tế càng sớm càng tốt. Trung Quốc cũng tìm cách khắc phục sự xuất huyết của đầu tư nước ngoài ra khỏi đất nước, tức là rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều công ty đã chạy ra khỏi Trung Quốc trong thời gian vừa qua vì không thấy an toàn nữa, chạy cả về Việt Nam. Cuối cùng, Trung Quốc có một động lực không nói rõ ra, đó là phô bày sự tương phản lòng vị tha của Trung Quốc đối với một Hoa Kỳ hiện đang có chủ trương hướng nội. Thì đây là cái Trung Quốc đang cố gắng đưa cái ảnh hưởng của mình thông qua nhiều cách, và đây là một cách mà họ tận dụng rất triệt để. Và vị giáo sư này cũng cho rằng các quan chức Trung Quốc trước đó đã đánh giá thấp bản chất và khả năng sát thương của dịch bệnh này. Họ cũng đánh giá thấp mức độ của viêm phổi Vũ Hán sẽ tác động tiêu cực cả đến với Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu. Và đây là một mối đe dọa nghiêm trọng vì nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại so với cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ. Và cùng một lúc thì Trung Quốc phải đối đầu với cả hai, gồm có do virus gây ra và do cuộc chiến với Hoa Kỳ cũng đã đang ở cái hồi vẫn gay cấn và chưa bên nào nhường bên nào. Tuy nhiên, gậy ông lại đập lưng ông khi chính sách ngoại giao y tế chủ động cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bị phá hoại nghiêm trọng bởi việc bán hàng và xuất khẩu các thiết bị y tế kém chất lượng. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc chưa làm được, tức là cái chất lượng họ làm không đảm bảo, số lượng thì rất nhiều. Và đây là hình ảnh sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Thượng Hải, ở Trung Quốc, với những công suất rất lớn để cung cấp cho toàn thế giới. Và vừa qua, Bộ Y tế Hà Lan đã phải thu hồi 600.000 chiếc khẩu trang FFP2, tức là phân nửa lô hàng 1,3 triệu chiếc được Trung Quốc giao vào hôm 21 tháng 3 năm 2020 vì không đạt chất lượng. Tức là khẩu trang mà không đạt chất lượng để đeo vào ấy, thì virus nó vẫn xâm nhập vào thì như vậy là chết người. Và thứ Năm, ngày 26 tháng 3, chính quyền của Tây Ban Nha đã rút lại 58.000 bộ xét nghiệm của công ty Trung Quốc Shenzhen vì độ tin cậy chỉ có 30% mà thôi, tức là hoàn toàn sai số quá lớn. Đó. Và tại Cộng hòa Serbia, các bộ xét nghiệm nhanh được giao cho một bệnh viện ở Ottawa cũng bị phát hiện chất lượng rất tồi. Tức là cái người mà xét nghiệm không đúng thì âm tính, nhưng thực ra họ là dương tính, họ lây tiếp. Và đây là những món hàng thuận mua vừa bán, được giao theo đơn đặt hàng, chứ không phải những quà tặng của Bắc Kinh, tức là các nước này bỏ tiền ra để mua, chứ không có tặng gì hết. Và trước những chỉ trích, các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tỏ ra lúng túng. Tờ báo Le Modern của Pháp cho biết, đại sứ Trung Quốc tại Amsterdam nói rằng sẽ hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra. Và tại Madrid, đại sứ quán Trung Quốc cũng thông báo giải thích công ty ở thẩm quyến, tức là Shenzhen, không nằm trong danh sách các nhà cung cấp được chuyển cho Tây Ban Nha. Đây là những cái
cái biện hộ của họ khi mà xảy ra cái chuyện mà cung cấp thiết bị kém chất lượng, không đúng và nguy hiểm cho cái người sử dụng. Và trong lúc số người nhiễm ở các nước châu Âu tiếp tục gia tăng lên hàng trăm ngàn người, hàng chục nghìn người chết, trong khi con số này ở Trung Quốc, nơi xuất phát điểm của dịch bệnh, chỉ có 80.000 người nhiễm bệnh và có hơn 3.000 người tử vong, cũng khiến dư luận thêm nghi ngờ về tính chính xác và xác thực của những số liệu mà Trung Quốc cung cấp cho thế giới. Thì cái điều này Trung Quốc đã giấu từ lâu rồi. Ngay cả những vụ như Trung Quốc đàn áp ở Thiên An Môn và nhiều cái vụ khác đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương, thì tất cả những vụ đó họ đều giấu hết. Và chiến dịch ngoại giao thời dịch bệnh của Trung Quốc dường như không thuyết phục được nhiều nước, đặc biệt là các nước phương Tây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Peter đang phát biểu. Ông Potetti, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Mercator về Trung Quốc, học tại thủ đô Berlin ở Đức, bày tỏ quan điểm như sau. Chính sách ngoại giao khẩu trang có thể mang lại những dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng cũng sẽ có tác động trái ngược ở mức độ nào đó. Và trên thực tế, điều đó đã xảy ra. Và rõ ràng, chính sách của Trung Quốc đã khiến một số quan chức, và đặc biệt là ở châu Âu, đã tỏ ra không hài lòng vì việc Trung Quốc đã sử dụng cái chính sách này để dường như là tác động vào các nước châu Âu ở trong cộng đồng châu Âu, và trong đó có Ý. Vào hôm 22 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, ông Peter, đã cảnh báo người dân rằng các cơ quan truyền thông của Nga và Trung Quốc có liên quan đến một chiến dịch đánh lạc hướng công chúng nhằm chỉ trích những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh của quốc gia Bắc Âu này. Trung Quốc, theo đó được biết, đã ví von những động thái của Thụy Điển với sự đầu hàng trước dịch bệnh. Thì đây là cái việc mà Trung Quốc vẫn làm. Thì các bạn vừa qua cũng chứng kiến những phóng viên của Đài truyền hình Hồng Kông, nhưng thực tế là sở hữu của Trung Quốc, cũng đã tìm mọi cách để hỏi kháy ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng cùng bị ông ta lật mặt ở ngay trong cái cuộc phỏng vấn ở Mỹ. Thì cái truyền thông của Trung Quốc là nhà nước quản lý giống như ở Việt Nam mà thôi. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao của châu Âu, vào hôm 23 tháng 3 lên tiếng chỉ trích sự thiếu hiệu quả trên quy mô toàn cầu trong việc ngăn chặn hành vi thêu dệt những các câu chuyện liên quan đến dịch bệnh. Ông Borrell cho biết thêm như sau. Đã xuất hiện các yếu tố địa chính trị, trong đó bao gồm việc gia tăng tầm ảnh hưởng thông qua cái gọi là chính trị hào phóng. Và chúng ta phải bảo vệ châu Âu khỏi những âm mưu nằm sau đó. Ông nói như vậy. Và rõ ràng châu Âu người ta cũng đã phát hiện ra những cái âm mưu này. Và Trung Quốc tới đây không còn dễ dàng có thể đánh lừa được thế giới nữa. Và Pháp và Italy, tức là Ý, cho biết họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp quản lý lên dòng vốn đầu tư ở nước ngoài nhằm bảo vệ những doanh nghiệp quan trọng có tầm ảnh hưởng trong nước không rơi vào tay các nhà đầu tư ngoại quốc, tiêu biểu nhất là Trung Quốc. Thì cái này họ đã cảnh báo và họ đã tìm mọi cách để giữ lại những cái công ty chủ chốt. Và châu Âu cũng đã và đang nỗ lực thắt chặt hệ thống pháp luật của mình để Trung Quốc không thể nhân cái cơ hội này mua rẻ những công ty của châu Âu để sau đấy là thao túng. Ông Andre Smar, một cán bộ cấp cao trong chương trình Asia Program, tài trợ bởi quỹ Kerman Trust của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đã có thể nâng tầm ảnh hưởng nếu như quốc gia này không cố gắng chính trị hóa việc cung cấp các thiết bị vật tư y tế đến châu Âu. Tức là nếu mà cứ giúp vô tư thì chuyện nó lại khác, nhưng là này không phải, họ đều có mục đích chính trị của họ và lồng ghép vào đó. Và đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Và Ukraine là một nước nhận được rất nhiều hỗ trợ từ tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Và giờ đây đã xuất hiện một quan điểm rằng các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc đang sử dụng chính cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này để gia tăng sức ảnh hưởng lên toàn thế giới, và trong đó có cả Việt Nam. Và Huawei, một tập đoàn rất lớn, đã tài trợ khoảng 800.000 khẩu trang cho Hà Lan hồi tuần trước. Và các chuyên gia phân tích đặt câu hỏi rằng đây là một hành động trượng nghĩa hay còn mang sau đó là một động cơ liên quan đến phiên đấu giá hệ thống viễn thông 5G dự kiến sẽ được tổ chức ở thủ đô Amsterdam trong tháng 6 này. Và các cơ quan chức năng Hà Lan vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có ủng hộ Mỹ và quốc gia châu Âu khác trong việc cấm Huawei tham gia phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng mạng 5G hay không, sau những cáo buộc Huawei tiếp tay cho hoạt động tình báo của chính phủ Trung Quốc. Và rất là nguy hiểm, vì khi hệ thống mạng 5G này của Huawei mà được hoạt động khắp nơi thì tất cả những cái thông tin đi qua đó là có thể bị chuyển về công ty về trung tâm tình báo của Trung Quốc ở Bắc Kinh, và họ sẽ nghiên cứu và tìm tất cả những thông tin mà họ mong muốn. Là điều đó rất nguy hiểm, thậm chí làm sai lệch thông tin. Và nhiều người khác thắc mắc rằng điều gì đã thôi thúc Jack Ma, nhà sáng lập đồng thời là cựu một CEO của công ty thương mại trực tuyến khổng lồ Alibaba Group Holding, có những hành động trợ giúp Ukraine. Trong tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Jack Ma đã trợ giúp một khoản tiền 80 triệu đô la
để nước này mua các thiết bị, vật tư y tế được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tức là họ không cho tiền, nhưng họ cho tiền để mua những sản phẩm của Trung Quốc, thì cũng gián tiếp giúp Trung Quốc xuất khẩu được hàng hóa và tạo ảnh hưởng ở Ukraine. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc cũng thực hiện đối với một số nước ở châu Âu. Và đúng như bà Miva, chuyên gia nghiên cứu trợ giúp nước ngoài của Trung Quốc tại Đại học Ruskei ở Nhật Bản nhận định như sau. Trong ngắn hạn, những nước nhận khẩu trang và thiết bị y tế sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, thật khó tưởng tượng các nước vốn có quan hệ về cách cư xử của Trung Quốc tại trường quốc tế như vấn đề về nhân quyền, công nghệ và việc tạo ra bẫy nợ sẽ đột nhiên quên đi những vấn đề đó và chấp thuận quyền lực mềm của Trung Quốc. Đơn giản vì Trung Quốc đã cho họ khẩu trang. Đây là cái nhận xét khá sâu sắc của chuyên gia này. Và sau khi gây ra đại họa cho nhân dân trên thế giới, với hàng triệu người bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán và trên 80.000 người cũng đã chết, và cái số lượng lây nhiễm và số lượng người chết này ngày càng tăng rất nhiều và chưa dừng ở đây. Đấy. Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một hình ảnh tử tế hơn với các quốc gia bởi những hành động trục lợi như một thói quen khó bỏ. Và giấc mơ bá chủ thế giới có lẽ vẫn còn xa vời nếu quốc gia này vẫn khư khư giữ thể chế theo chủ nghĩa độc tài, cộng sản, toàn trị và sẵn sàng ngay giữa đại dịch vẫn lao vào bắt nạt những nước nhỏ hơn ngay bên cạnh. Đó là trường hợp minh họa gần đây nhất là Việt Nam chẳng hạn. Họ lao tàu vào luôn, chứ không nói nhiều nữa. Rất dã man. Và điều đó chứng tỏ họ chẳng bao giờ trở thành đối tác tin cậy đối với các quốc gia trên thế giới trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.